Mark One số 1 về Mark. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark One. Bước sang tháng 8 rồi, các bạn học sinh sinh viên lại bắt đầu quay trở lại trường học. Ngày nay thì laptop là một trong những thiết bị không thể thiếu được trong tất cả các lĩnh vực, ngay cả việc học tập. Đối với các bạn sinh viên thì việc có laptop là một việc bắt buộc để có thể học tốt hơn. Với các tín đồ của táo khuyết thì không thể bỏ qua được các dòng MacBook. MacBook là dòng laptop được ưa chuộng nhất thế giới đến từ nhà sản xuất Apple. Do đó về tới Việt Nam thì giá thành của nó cũng không hề dễ chịu một chút nào. Tuy nhiên thì bật mí nho nhỏ các bạn là sắp tới Mark One sẽ có một chương trình hỗ trợ học sinh sinh viên mua MacBook với rất nhiều ưu đãi là Back to School. Các bạn có thể theo dõi trên fanpage Mark One để cập nhật thông tin khuyến mại cho mình nhé. Còn ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu cho các bạn một số dòng MacBook cho học sinh sinh viên nhân ngày tựu trường với mức giá tầm 15 đến 25 triệu. Mình xin được chia những bạn học sinh sinh viên ra thành hai đối tượng sử dụng chính là khối kỹ thuật lập trình và khối kinh tế xã hội để tư vấn chi tiết hơn. Đầu tiên là về khối kinh tế xã hội thì bao gồm các bạn sinh viên trường kinh tế, văn hóa, ngôn ngữ, luật hay là báo chí. Một thiết kế mỏng nhẹ sẽ là ưu điểm lớn đối với các bạn sinh viên khối trường này bởi các bạn cần di chuyển rất là nhiều. Tiếp theo là một thời lượng pin tốt thì các bạn có tin là một chiếc máy chỉ hơn 1 kg mà thời lượng pin từ 8 đến 10 tiếng không? Trong tầm giá này thì bạn có thể tham khảo 3 dòng MacBook là MacBook Air 2015, 2016 và 2017. Về thiết kế thì ba dòng này có ngoại hình như là ba anh em sinh ba, không có một bất cứ một sự khác biệt nào. Một thiết kế nhôm nguyên khối, bền bỉ và hết sức sang chảnh. Các bạn có thể mang đi học, đi làm hay đi cà phê, thực sự là rất nổi bật. Khoảng giá này thì MacBook Air 2015 hiện đang có giá dễ chịu nhất, rơi vào khoảng 15 triệu với cấu hình chip i5, RAM 4GB và ổ cứng SSD 128, hỗ trợ tốt các công việc nhẹ nhàng như là văn bản hay là thuyết trình. Còn nếu các bạn muốn có một chiếc máy để sử dụng nhiều tác hơn này hay là sử dụng nhiều ứng dụng cùng một lúc thì các bạn chỉ cần thêm 1 triệu đồng để sở hữu MacBook Air 2016 với 8GB RAM. Còn bạn nào sử dụng những cái phần mềm nặng hơn một chút như là phim và ảnh thì các bạn có thể tham khảo sang MacBook Air 2017. Thì hiện tại Mark One đang có bán cả MacBook Air 2017 mới là 20 triệu và Line New là tầm 17 triệu rưỡi. Ok, tiếp theo là về khối lập trình và kỹ thuật. MacBook Pro sinh ra để giải quyết tất cả những vấn đề khó nhằn về lập trình. Sức mạnh ấn tượng được tạo nên từ CPU thế hệ mới và RAM 8GB hoặc là 16GB. MacBook Pro có màn hình Retina hiển thị rất ấn tượng. Những ấn phẩm in ra có màu tỷ lệ tương đương với các màu trên màn hình, điều mà bất cứ một dân đồ họa nào cũng khao khát. Dòng mà mình muốn giới thiệu nhất với các bạn là dòng MacBook Pro 2015 thì mình nghĩ đây là một dòng đáng mua và ổn định nhất ở thời điểm hiện tại. Với khoảng giá 20 triệu thì các bạn có thể sở hữu một chiếc máy có màn hình Retina 2K, một thiết kế chắc chắn. Ngoài ra thì dòng MacBook Pro 2015 còn sở hữu rất nhiều điểm mà các dòng MacBook sau phải ghen tị như là bằng chứng truyền thống cho cảm giác gõ êm tay, ít lỗi vặt và đầy đủ tất cả các cổng kết nối. Nếu các bạn mà mua MacBook mới mà mua thêm hấp chuyển thì sẽ có giá một vài triệu nữa. Đây sẽ là một con số không hề nhỏ đối với các bạn học sinh sinh viên. Và một chiếc máy cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với các bạn là chiếc máy MacBook Pro 2017. Chiếc máy này sẽ có một thiết kế hoàn toàn mới so với các máy trên, sử dụng một con chip đời mới, bàn di chuột cảm ứng lực rộng hơn và bàn phím cánh bướm, sẽ cực kỳ phù hợp với những bạn nào học code, lập trình hay là những bạn sẽ sử dụng cho công việc như là dựng video và phim ảnh. Ok, trên đây là một số mẫu MacBook mà mình muốn giới thiệu với các bạn học sinh sinh viên trong tầm giá 15 đến 25 triệu. Quay trở lại với chương trình Back to School của các bạn trong chương trình lần này thì đối với các bạn là tân sinh viên hoặc là sinh viên thì sẽ được giảm ngay 200.000 đồng khi mua hàng tại Mark One. Tặng ngay túi chống sốc đẹp trị giá 300.000 đồng và một USB 16GB. Lưu ý là điều kiện áp dụng là khi các bạn mua trực tiếp tại cửa hàng có mang theo chứng minh thư hoặc là thẻ sinh viên. Thời gian áp dụng sẽ là từ mùng 5 tháng 8 đến mùng 5 tháng 9. Chỉ có duy nhất 1 tháng thôi nên các bạn hãy nhanh tay tới Mark One để dinh cho mình một chiếc MacBook ưng ý nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.